Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con Neo Cutter 207. Và cái giá là đầu clip Hồng An xin chia sẻ anh em là xe này xe rất đầu nha anh em ha. Và giá của tôi đó là một cái giá rất là tốt cho anh em mình chơi, đi cài bừa hoặc đi công việc ha, bao xài, bảo hành máy 1 năm cho anh em. Và giá chỉ có 38 triệu nha anh em ha. Xe này biển số thành phố 4 số ngay chủ nha anh em. Cái chủ xe này bán cho một người ông anh qua đổi xe với Hồng An và ủy quyền. Hiện tại là 4 số nha anh em ha, ngay chủ luôn nha anh em. Biển số thành phố. Và giá trị của nó chỉ có 38 triệu anh em ơi. Và anh em mua xe này được bảo hành máy 1 năm cho anh em ha anh em ha. Xe này rất đầu. Cái tình trạng rất đầu là Hồng An bảo đảm anh em nhìn không có biết dấu, không có dấu thẹo nha anh em ha. Mà riêng Hồng An bán với anh em là nói rất đầu là rất đầu thôi anh em ha. Còn ngoài ra máy giữa chưa trễ, chưa đụng gì hết. Và nhìn là dấu cạnh là còn đẹp nha anh em, không có dấu cạnh gì hết. Gion vẫn là gion zin anh em ha. Rồi Hồng An đi từ từ anh em xem nha. Xe này hình như là còn nguyên hết. Áo là dán keo. Bao tay, chén cổ, chẳng ba, chưa ép, chưa canh chỉnh, không đâm đụng té ngã ha. Những cái nút theo xe vẫn còn nguyên hết. Xe này chỉ có thay đúng cái da yên anh em. Chủ xe họ thay da yên. Cái người mua là của chủ xe bọc là cái da yên. Và sơn cái cản anh em. Cản có sơn ha. Và phục trước là cũng có sơn luôn. Và gắn cái phục nai đằng sau. Rồi ngoài ra là còn nguyên bản hết nha anh em. Vỏ cũng mới thay luôn anh em ơi ha. Vỏ này chủ xe mua lại mới thay vỏ trước vỏ sau luôn. Mâm là mâm zin anh em, không có bắn dặm ha, mâm đẹp. Chiếc xe này rất là đẹp nha anh em ha. Anh em nhìn xem kỹ, ốc tán nó vẫn còn màu anh em. GT207 sườn này sườn đen rồi anh em ơi. Sườn đen rồi. Rất đẹp. Còn nguyên hết. Chẳng ba chén cổ chưa siết chưa canh chỉnh. Tay thắng, bao tay. Những cái cùm. Bao tay còn anh em ha. Nó xe hết. Dây ga vẫn còn ha, bao tay. Rất đẹp. Ổ khóa rồi nè. Này họ dĩa một cặp chìa anh em ha, cặp chìa chìa mới rồi. Chúa là chìa mới nha anh em, mình nổ máy luôn nha anh em ha. Anh em nghe cảnh những cục máy nha, máy như xe điện luôn anh em. Hồng An cũng mới rửa luôn, kiểm tra mở ra rửa sơ lại cái. Chia sẻ cho anh em. Cản gì nè. Cục xăng, xăng lớn nè. Còn hết ha anh em ha. Chất mộc anh em ha, xe thì chất mộc. Còn đáp nè, 207 nè. 207 luôn ha. Đế yên còn, da yên có bao rồi. Xe đẹp lắm anh em ơi. Chiếc xe rất là đẹp. Da yên bao lại, cản sơn lại. Sơn cản sơn lại cái phục trước ha. Máy đang nổ. Không có chạy, ốc tán còn màu hết anh em. Xe cuộc có bắn rồi nha anh em ha. Cuộc nó cuộc zin quá ta, nhìn nó giống bắn lắm anh em ơi. Cái đát cuộc còn á, mà thấy cái đát cuộc còn thì có bắn rồi, có bắn rồi anh em ơi. Mâm này mâm đẹp, giá 38 triệu giá rất là tốt. Màu mâm đẹp lắm nè, mâm đen phui. Không ăn rửa nước thôi nha anh em á, mới rửa nước thôi. Máy đang nổ, em coi kỹ nè, rất là dơ ha, không ăn rửa nước thôi. Không có dấu cạnh anh em,
xe này như người ta là chắc chắn là chưa rớt rớt đầu đâu anh em. Xe này ông khách ông qua đổi xe với Hồng An á, ông khách là khẳng định là xe này mua ngay chủ, là chủ bảo đảm là không có rớt gì hết. Và ông khách này đi mua cùng với một người thợ kiểm tra rất là kỹ luôn nha anh em. Nhưng mà qua đổi xe với Hồng An, Hồng An nói là xe này chắc chắn là rớt đầu rồi. Và nếu anh không tin thì Hồng An quay lên cái clip này, Hồng An bán chiếc xe này là nói với tình trạng là đúng là rớt đầu luôn nha. Chứ không phải là đổi với khách là mình nói người ta rớt nhưng mà mình quay lên là không có rớt, không phải nha. Anh em đủ bản lĩnh thì mua xe này về bán chưa rớt thì anh em bản lĩnh của anh em. Còn kia Hồng An là rớt anh em ha. Vì Hồng An mua của khách là cho là xe đã rớt đầu thì mình bán là phải là rớt đầu. Còn máy giữa là chưa. Khách mua ngay chủ luôn anh em, 4 số. Mua ngay chủ. Và chủ khẳng định là chưa rớt đầu. Và ông khách này dắt thêm một người thợ lại coi luôn nha anh em. Và khi qua đổi xe với Hồng An thì Hồng An cam kết chắc chắn với anh là xe này đã rớt đầu rồi. Chất mộc đó nè, chất mộc đẹp, không đứng còn lốc đẹp, bạc đẹp lắm anh em, đẹp dấu cạnh rất đẹp anh em, dấu cạnh rất đẹp ha, dấu cạnh rất đẹp, giòn vẫn còn nguyên, giòn xanh luôn anh em ha, giòn vẫn còn nguyên hết. Nhưng mà nó lại là rớt nha anh em. 207 cao su này, cao su mới rồi anh em. Cao su mới, cặp te đẹp, không bắn không dặn. Con này thuộc nai, khách gắn luôn, mâm là mâm zin, vỏ sao cũng mới thay. Và những cái vỏ anh em, vỏ mà bây giờ á, trừ khi nào mà những cái vỏ mà theo xe hãng á anh em, những cái 207, 208, 209, 210 anh em, cái vỏ lúc trước là cái lằn chỉ đó là lằn xanh nha, không có xăng mà có không có màu vàng nha anh em. Anh em nào mà đã từng cầm qua những con cọp á, anh em kiểm tra lại, nếu mà còn vỏ của mình á mà đậu 1-2 ngàn cây á, 5.000 cây là cái vỏ, cái lằn chỉ này nè, nó là màu xanh, màu xanh anh em, xanh lá, xanh đậm á. Và từ khi mà qua hết cái mẫu này rồi ha, qua 2012-2013 sau này là bây giờ luôn, nó chuyển qua cái lằn chỉ này màu vàng hết, màu vàng hoặc màu cam á anh em. Anh em mình nhớ nha, cho dù vỏ gì không cần biết, vỏ theo xe của cái dòng neo là cái chỉ này nó màu xanh anh em, nhớ nha. Khi anh em không biết á, có những cái lời bình luận không đúng á anh em, anh đã xem cái clip này Hồng An sẵn chia sẻ luôn. Trước giờ anh em nhiều khi không có quan niệm được cái vỏ theo xe hoặc cái vỏ mới, và vỏ mới hiện tại bây giờ đa số là lằn chỉ cam vàng hết, hoặc cái chỉ cam á anh em. Còn mà vỏ mà dòng neo á là cái lằn chỉ nó là như là màu xanh, xanh lá, màu xanh lá, đặc biệt chỉ có dòng neo theo xe thôi. Chở theo xe của hãng lắp ráp ra là nó màu xanh lá. Còn ngoài ra bán ngoài thị trường những cái vỏ là toàn là màu vàng hết, chỉ vàng hết. Và hiện tại những cái xe mà xe mới anh em của hãng lắp ráp ra nó vẫn là chỉ vàng nè. Chẳng hạn như chiếc Supreme 2015-16 gì nè anh em. Xe này là chạy có vài trăm cây thôi. Cái chỉ nó chỉ vàng, thấy chưa? 2015 chạy có vài trăm cây thôi, 150 cây nè, vỏ theo xe đó. Cho dù là 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
ngoại trừ cái dòng neo thôi nha anh em ha. À, là cái vỏ của nó là màu xanh. Đâm ra kiến thức hôm nay anh em mình hiểu được cái thế nào là vỏ theo xe của cái dòng neo và cái lằn chỉ của nó là màu gì nha, để tránh anh em không biết rồi bình luận những cái lời không có hay. Đâm ra là Hồng An đều xóa bình luận hết ha anh em ha. Và có kiến thức rồi anh em mình sau này mình đi mua xe nhìn vỏ là biết vỏ này vỏ mới vô hay là vỏ theo xe, mình biết cái lằn màu sơn là mình nhìn được rồi nha anh em. Và đặc biệt không có những cái đát vỏ mà đóng bực nha anh em ha. Không có ai mà mua những cái vỏ về mà đóng lại, không bao giờ có ai bán được nha anh em. Nếu mà họ đã bán ra kiểu đó chắc là những cái công ty hãng họ dẹp tiệm hết, không có cách nào mà đóng lại vỏ, đóng lại đát nha. Chẳng hạn như những cái lời bình luận của những anh em không có am hiểu á, vỏ người ta bán ra nhập ra là đều có những cái máy móc, những cái khung đó, những cái logo đát in ra, cái làm sao mà xóa mà đóng lại được anh em. À, của người ta nó như vậy nè, đó cái chữ nó nhỏ lắm, thấy không? Đều có cái dấu của cái khuôn nè, cái khuôn nó ép ra, nó có hai cái mọc này ép ra cái khuôn nè, in để giặt ra cái vỏ nó phải có những cái lằn chữ, cái đát chữ, không thể nào mà xóa, mà nghe những anh em nói mà xóa là cái đát in lại. Hồng An cho 100 triệu á, Hồng An dám mua nếu mà đúng thực sự mà xóa được mà in lại được, 100 triệu Hồng An dám mua đó. Không bao giờ có những cái vỏ đó nha anh em ha. Là cái vỏ rất là phức tạp anh em. À, khi ép ra cái vỏ nó đều có mã số, đều có ngày tháng hết, năm hết, năm ngày tháng mã hết. À, những cái logo này hết, không thể nào mà xóa được anh em. Xóa là biết liền ha. Và giặt lại làm sao giặt được anh em. Cái này chỉ có trong cái khung của những cái khuôn á anh em, khuôn họ ép ra thôi. Và những cái khuôn này rất là lớn, không phải dễ làm đâu anh em. Làm cái khuôn đâu phải rẻ tiền đâu. Một cái khuôn là gần mấy trăm triệu một cái khuôn đó. Mà làm sao mà có những cái công nghệ mà ép ra những cái số mà theo xe, đáp theo xe được, không bao giờ có. Và họ làm khuôn họ để họ bán vỏ mới hay hơn. Đẹp anh em, không có dấu nha. À, cái này như anh em mua về là anh em bán là chưa, bắt đầu là rất là bình thường. Không ăn test kỹ rồi, xe đã rớt anh em. Còn xanh luôn ha, cũng là vô xanh hết. Lúc có những cái cách mà Hồng An giám định được ha, nhưng mà không thể chia sẻ cho anh em. Những cái nào mà căn bản quá thì mình chia sẻ thôi. Còn những cái mà kiến thức của mình đổ bằng mồ hôi nước mắt mà anh em, đâu phải đơn giản được. Rồi lúc là Hồng An chia sẻ những cái hình thức anh em nhìn được thì Hồng An chia sẻ được. Và những cái mẹo của những cục máy thì có những cách coi ha, vì mình là Hồng An cũng là một người thợ mà anh em. Thành ra mình sẽ biết được, có bọc hai chỗ sẽ xem ra được chắc chắn. Dám khẳng định là xe đã rớt. Còn anh em mà coi dấu là bây giờ là thất bại nha anh em ha. Dấu cạnh là thất bại hết. Công nghệ rất là khéo. Công nghệ rất là khéo. Rất là khéo luôn nha. Thành ra chỉ có là cái kinh nghiệm mà mình biết được. Va chạm thì mình sẽ khẳng định được. Máy đang nổ đó. Lốc đẹp. Rất đẹp. Đúng của nó là lài. Không có răng nó sát nha nè. Những cái đập thắng của những dòng neo đời đầu 2007, 2006 nó là lài. Nó có cái cài, cái con đó. Con đây cũng vậy luôn nè. Nó là lài. Nó là lài mới đúng. Là lài nó mới đúng nha. Chứ không phải là nó răng nó chạy ra ngoài đâu. Chạy ra ngoài chỉ có dòng đời sau á thì nó sẽ chạy ra ngoài. Răng nó đầy lắm. Quá đẹp. Ốc nhái vàng luôn. Máy đang nổ á.
sơn. Bô này bô zin theo xe, chưa có sơn dặm mà bô nguyên theo xe. Những cục máy lại cái xét máy luôn nha anh em, bỏ hành máy 1 năm cho anh em mua cái xe này 38 triệu thôi anh em ơi. Anh em lái mua về cũng có cửa sống đó. Anh em lái hoặc anh em khách đều có cửa sống hết, 38 triệu mang bán con xe này. Xe rất là có tướng có hình, ngoại trừ chỉ có dặm lại cặp phục trước và cái cản thôi và cái da yên, ngoài ra hình như là còn nguyên hết. Đẹp nút zin hết toàn bộ zin nè, dây e nút còn nguyên hết theo xe tới giờ, sườn đẹp, sườn đen thui à, không có bị mục bị sét. Anh em xin về rửa nó cũng đẹp lắm nha, mà rửa sơ mà nó ra trắng phiếu anh em, rửa sơ đó mà nó trắng phiếu à. Xe này chất mộc nó có, trời máy nổ hoài không tắt máy nha nãy giờ, nhưng con máy nó chất lắm. Rồi và đây là những cái bộ áo của nó nè, mà kiểm tra luôn cho anh em luôn ha. Còn nguyên hết ha. Nó hơi cũ xíu theo xe mà anh em, 6207 gì đó ha. Không có gãy ngàm gãy cửa ha. Cũng có chạy chạy chút xíu này ha. Tem đầy đủ hết, nhưng mà áo là còn nguyên, không có gãy ngàm, không có gãy cửa ha, và không có nứt bể. Cái logo nhưng vẫn còn nguyên ha. Rất đẹp, chung mua này có tướng lắm anh em ơi ha. Xe này nói chung là dàn áo là khỏi có bàn rồi, ráp lên rất là đẹp ha.
và giá thành rất là tốt, chỉ có rớt đầu mà 38 triệu anh em thấy không, chiếc xe lợi hại không. Chỉ cần mà anh em mà mua không khéo thôi, mua nhầm những chiếc xe mà rớt đầu thì rất là mất giá trị chiếc xe. Nếu mà xe này mà xe zin chưa rớt đầu cũng khoảng tầm cỡ 48 triệu đến 50 triệu chiếc xe anh em. Cái chiếc xe này mà chưa rớt đầu á cỡ 48 triệu. Rớt đầu là bị mất hết là 10 triệu rồi. Và chẳng qua cái kiến thức của anh em mình nó không có chuẩn, không có được, nói chung là xe này nó khéo quá anh em ơi. Xe này họ làm khéo quá. Rất là khéo. Và thợ nó vẫn còn bị lầm anh em. Thành ra hỏi sao à, khách nó quá tin tưởng, mua tại khách họ sử dụng mà dắt thợ đi xem 4 số một chủ luôn. Vẫn bị lầm ha. Rồi số điện thoại xe máy Hồng An. Xe này cục máy quá đỉnh anh em ơi. Máy quá đỉnh thật sự luôn. Quá đỉnh. Đậu nãy giờ đó anh em. 15-20 phút rồi đó. Cái máy quá cộng. Không có xè, không có ré nha anh em ha. Không ré, không xè, không gì hết. Ga hồi ga nó vẫn không có hú, không có bựa, không có ré nha. Máy nó mới chắc. Bịt bô nữa cái anh em. Chỉ nghe tiếng thọt của bô e thôi. Máy nè, rất là chắc. Rồi, ok ha. Những con xe mà Hồng An bán cho anh em, cho dù rớt đầu hoặc không rớt đầu xe zin, xe nào cũng vậy hết. Thì bảo hành máy 1 năm cho anh em mình sử dụng vô tư luôn ha. Anh em mua về cứ đi cứ chạy, đừng có mà ở nhà mà mình ngắm mình sợ, đi xa cứ đi xa thoải mái. Riêng những con xe mà nó đã đi nhiều rồi đó anh em, cứ đi thoải mái luôn, đi tỉnh đi đồ đi thoải mái. Riêng những con xe cọp thì vài ngàn cây thì mình không nên đi, thì nó cái giá trị của cái vỏ nó sẽ bị mòn và cái chất xe nó sẽ bị dơ hơn, càng đi nhiều nó càng dơ ha. Rồi ok, chúc anh em và con cô bác một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Bye bye.